Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lên sóng chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2019 màu đỏ pha lê cho mọi người xem. Chiếc này thì hôm trước em có lên video một lần rồi, khi mà xe mới về á. Thì hôm nay sau khi spa xong, gửi đến cho mọi người một video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này sau khi vào đã spa mọi người nhé. Đó, đợt này thì em cũng khá là bận, không có nhiều thời gian để quay cho mọi người xem. Nên là xe thì về được rất là nhiều, nhưng mà video thì lên ít, bởi vì là cũng không có nhiều thời gian. Đợt này em phải kiêm thêm một số việc nữa, cho nên là không có nhiều. Mong quý khách hàng nhé thông cảm. Nếu như em về được chiếc nào thì em cố gắng quay một lần thôi, cho mọi người xem một lần thôi là cũng nắm được thông tin rồi, đúng không ạ? Chiếc Mazda 3 này thì nó cũng không có quá là nhiều các cái option để mà giới thiệu hay là chia sẻ với mọi người, bởi vì dòng này nó cũng khá là phổ thông. Thêm nữa thì dòng Mazda 3 này thì mọi người cũng tự tìm hiểu hoặc là cũng biết quá nhiều về nó rồi. Bởi vì những chiếc xe bán ra trên thị trường bây giờ với Mazda 3 thì gần như nó là top 1 rồi trong những năm gần đây. Chiếc này của em là màu đỏ pha lê ạ. Mazda 3 thì sẽ có hai màu đỏ đó, màu đỏ pha lê ạ. Màu này chuẩn mã màu của nó, em nhớ không nhầm là màu đỏ 46G đấy ạ. Màu đỏ 46V ạ. Xin lỗi mọi người, màu đỏ này là màu đỏ 46V. Trong phiên bản sedan thì sẽ có bản 2.0 và bản 1.5. Bản này của em là bản 1.5 mọi người nhá. Bản 2.0 thì nó sẽ thay đổi một chút, tuy nhiên là giá thành thì nó cao hơn nhiều. Đó, thêm option khối động cơ 2.0 và tăng giá tiền lên. Bản đó thì không phổ thông bằng bản này. Bản này là bản phổ thông nhất và được mọi người sử dụng nhiều nhất, bởi vì giá của nó rất là hợp lý mà form dáng thì giống nhau. Lốp sô cua chưa hạ. Cốp để đồ thì cũng khá là rộng rãi và ổn trong cái phân khúc hạng C này. Những chiếc Mazda 3 này thì có một cái thế mạnh là form dáng đẹp, trẻ trung và năng động. Cộng với lại thì những chiếc Mazda 3 này sử dụng động cơ Skyactiv, cho nên là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu so với những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó ở trong phân khúc hạng C. Ví dụ như là Corolla Atis chẳng hạn, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó hoàn toàn khác nhau, tốn hơn rất là nhiều. Cái này sau khi mà spa thì nội thất nó đã ổn và khá hơn trước rất là nhiều. Ngay cả bề mặt sơn hôm trước em có quay cho mọi người xem ấy, thì hôm nay sau khi spa xong thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Về bề mặt sơn thì mọi người cũng yên tâm nhá. Chiếc này của em thì sơn zin còn khoảng tầm 90%. Đó. Toàn bộ cái khoang nội thất bên trong này thì được chủ xe họ cũng khá là giữ. So với tầm tiền và so với cái phân khúc này thì em thấy như thế này là ổn rồi, ok rồi. Và dòng Mazda 3 thì quá là phổ thông rồi. Ngay cả đến cái việc giá thành thì mọi người chắc hẳn cũng nắm được. Đó. Thật ra thì những chiếc xe như thế này thì bên em cũng ít về, không quá nhiều. Đó, bởi vì mua cái dòng này nó cũng thật ra thì rất nhiều xe nhưng mà mua lại rất là khó, về được rất là khó, bởi vì là cái mức cạnh tranh với nhau khá là nhiều. Đó, giá thành thì chẳng lệch nhau bao nhiêu. Đó. Ồ, em sẽ quay nhanh một chút thế này thôi để cho mọi người nắm được thông tin nhé. Đây là chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2019 màu đỏ pha lê, biển Sài Gòn. Hiện tại thì em đang bán chiếc này với giá là 599 triệu mỗi nhá. Có thể hỗ trợ mọi người vay 70% và giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.